với chiều dài 430m, chiều rộng 6m, chiều cao 300m. Mặt cầu không hề được làm bằng thép hay bê tông, cầu bằng kính tại Trung Quốc sẽ là cây cầu dài và cao nhất thế giới. Kiến trúc sư người Israel Hamilton, người thiết kế gian hàng Israel tại Expo Thượng Hải năm 2010 là tác giả của cầu kính này. Trước khi có cây cầu này thì cây cầu Grand Canyon Skywalk tại Mỹ chiều dài 21m, chiều cao 219m, bắc qua hẻm núi, và cây cầu Glacier Skywalk ở Alberta, Canada khánh thành vào cuối năm ngoái dài 35m và cao gần 300m là những cây cầu tương tự được biết đến. Cây cầu này nằm tại công viên quốc gia Trương Gia Giới rộng 56km² thuộc khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên rộng 26.000 hecta, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trên cây cầu được bố trí đài quan sát ngắm khung cảnh xung quanh. Không chỉ là nơi ngắm cảnh, cây cầu còn là nơi tổ chức các sự kiện như trình diễn thời trang có sức chứa tới 800 người cùng một lúc. Với chiều cao 300m tính từ chân cầu, đây là địa điểm nhảy bungee cao nhất thế giới, đầy sức hấp dẫn với nhiều người ưa thích trò chơi mạo hiểm này. Hồi tháng trước, một cây cầu bằng kính đã được xây dựng ở thành phố Trùng Khánh. Cây cầu trên dài 26,6m, phần nhô ra khỏi vách núi là 5m và cao 718m so với mặt đất.